Theo phong tục của người Việt Nam, chuẩn bị mâm cỗ Tết là việc rất quan trọng và không thể thiếu. Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc lại có cách bày mâm cỗ Tết khác nhau, song phải thịnh soạn hơn những ngày lễ khác. Mâm cỗ ngày Tết phải thể hiện sự thành kính, no đủ trong những ngày đầu năm mới. 16 năm làm dâu là ngần ấy năm chị Trần Mai Nhung ở thành phố Lào Cai tự tay chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết cho gia đình mình. Với chị, mâm cỗ đầu xuân mới phải gồm những món ăn truyền thống mang đặc trưng hương vị của Tết, cần phải đầy đủ để thể hiện mong ước một năm mới sung túc ấm no. Theo tôi, mâm cỗ ngày Tết thì gồm rất nhiều món, nhưng mình dân miền Bắc thì mình sẽ có món đó là không thể thiếu trong ngày Tết, đó là gà luộc, canh măng và giò lụa, giò xào, thịt đông và nem rán. Đấy là hành muối đó, rất là cơ bản, rất là của món miền Bắc của mình. Những ngày đầu năm mới, chị Nhung và chồng cùng nhau vào bếp chuẩn bị mâm lễ. Theo chị, vào bếp cùng nhau đầu năm thể hiện sự đoàn kết, sung túc của gia đình, bày tỏ lòng thành kính của tất cả các thành viên trong gia đình với ông bà tổ tiên. Thực ra mình thấy đấy, trong một năm gia đình nào cũng vất vả, lo toan việc ngoài xã hội, thì mình cũng dành một chút, thứ nhất là một hôm để cúng tổ tiên trong một năm qua đã phù hộ cho gia đình mình. Đầu tiên là bình an, mạnh khỏe, và thứ hai là mâm cơm đấy để thể hiện mời mọi người, gia đình, bạn bè, họ hàng thân thiết đến để gặp gỡ cuối năm sau một năm vất vả làm việc. Thì khách mọi nhà thì đều làm bữa cơm để thắp hương, cúng gia tiên cũng như cúng thần linh phù hộ cho gia chủ một năm mới được mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng, thể hiện là cái thành tâm của con cháu đối với lại các bậc tổ tiên trong gia đình đã sinh thành, đã nuôi dưỡng và chăm lo cho gia đình để gia đình cầu mong được một năm sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Với gia đình chị Nhung và nhiều gia đình Việt khác, mâm cỗ Tết chính là lòng thành kính dâng lên tổ tiên, là bữa cơm đoàn viên của mỗi người trong gia đình. Đó chính là những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc cần được giữ gìn và phát huy.